đúng không? Đúng không? Right. Thì đó là cái mà các bạn sẽ nhận xét. Cái điều thứ hai đó chính là chúng ta sẽ bỏ qua phù phiếm nha. Bỏ qua phù phiếm, nó giống như bản chất của cái người Nhật đi làm đó. Nó bỏ qua cái phù phiếm, nó tập trung vào giá trị thật. Bỏ qua phù phiếm và tập trung vào giá trị thật. Được chưa? Tức là những cái giá trị ở đây có nghĩa là những thứ gì mà người ta nhận được thật. Ví dụ như khi bạn làm cho một khách hàng, thì cái các bạn đang nói leo lẻo cái câu là bán hàng là trao giá trị đó, chúng ta đang nói về là, nhưng mà trao giá trị là trao giá trị thật. Thật ở đây là người ta cầm về, người ta xài được, người ta gọi là thật. Và bỏ qua cái sự phù phiếm có nghĩa là nghe thì nó rất hoành tráng, nhưng mà về đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa, được chưa? Nên người ta gọi là loại bỏ sự phù phiếm và tập trung vào giá trị thật. Ok. Nó giống như một cái túi thôi. Bây giờ người ta, các bạn này, mình để ý này, bây giờ cả thế giới nó vui lắm. Bây giờ người ta loại bỏ hết tất cả những cái rác thải nhựa. Về mặt lý thuyết, nếu mà chỉ xét công dụng của cái vỏ nhựa thôi, thì cái nhựa nó tốt hơn hẳn mà. Vì nó bền hơn, nó dai hơn, nó dễ, chi phí nó thấp hơn. Nhưng mà xét về cái độ giá trị thật lâu dài đi, chưa chắc. Đúng không? Là vì cái nhựa đó nó gây ảnh hưởng tới môi trường. Và nó quay một lần nữa, nó sẽ dần dần nó quay trở lại, nó chống đối con người. Và bây giờ các bạn đã thấy rồi. Vậy thì dựa trên giá trị thật, người ta còn phải xét tới cái tính nhân văn của nó nữa. Là liệu nó có giữ được cái sự nhân văn ở đây hay không? Khi mà chúng ta loại ra rác thải nhựa, nó gây ảnh hưởng rất lớn tới cái môi trường bên ngoài. Và cái môi trường nó thay đổi thì nó gây ảnh hưởng tới con người không? Nếu như mọi người đang trả lời nó có thay đổi hay không, COVID là một cái câu trả lời rõ ràng cho mọi người dễ hiểu. Tức là quay lại nó nhân quả hết mà. Vậy thì đã tập trung vào giá trị thật nhưng mà đâu có tập trung vào nhân văn. Được không ạ? Giá trị thật của giáo dục khai phóng là cái tính nhân văn cơ. Tốt mình, tốt người, tốt xã hội, tốt hành tinh cơ. Đấy. Được không các bạn? Nó nhân văn như thế nào? Lát chút xíu nữa khi Nguyễn kể một cái project mà khi Nguyễn tin là cái chị đó, chị đang hợp tác với Build School Foundation ngay trong cái phòng này. Và khi Nguyễn sẽ chia sẻ cái project đó cho mọi người. Đấy, giáo dục khai phóng. Okay. Vậy thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải theo, tức là hướng cái chúng ta này, hướng cái tư duy của mình này, vào cái giáo dục khai phóng. Và cũng phải dạy cho con cháu của mình chia sẻ những điều này cho các bạn ấy nghe. Chứ không phải là con chỉ biết có một thứ đâu. Nên là mặc dù là khi Nguyễn gặp rất nhiều bạn trẻ, bạn rất giỏi cho một lĩnh vực. Ví dụ như là ông cụ Đinh Văn Tài, con của ấy lộn mentee của Đào Quang Minh đi. Bạn ấy rất giỏi, thành công rất sớm, rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Được không ạ? Nhưng mà khi Nguyễn có một dạng bạn câu là em đừng có chỉ biết đúng có một cái bất động sản. Em biết đúng, em chỉ biết đúng có một thứ bất động sản đó, em lỗ rất nhiều thứ. Em có thể có tiền, nhưng mà đó là trọc phú. Tức là mình rất giàu, rất có tiền, nhưng mà ngồi trên nói chuyện với người khác ngoài đó ra không biết làm gì chứ. Ngồi cười không? Đụng tới đất thì quá trời qua đất, nhưng mà đụng tới một thứ gì đó khác, một cái giá trị nhân văn, một cái gì đó diễn biến xã hội, một cái kinh tế vĩ mô, no, I don't know, không biết gì hết. Các bạn thì không được, no. Nên là biết nhiều thứ hơn. Đấy. Ok. Được không các bạn? Vậy thì để làm được cái điều này, thì chúng ta phải có một cái cách làm sao để học, một cái chiến lược học để nhận được nhiều thứ hơn. Vì khi Nguyễn nói với bạn Tài rất đơn giản thôi, bạn chỉ biết một lĩnh vực thì đơn giản bạn chỉ có thể kiếm tiền từ một lĩnh vực đó thôi. Còn bạn biết đa lĩnh vực thì bạn kiếm tiền được khắp everywhere. Được không? Nên là khi Nguyễn nói với thầy Thái rất đơn giản,
tuần vừa rồi, nếu như em take responsibility, cái trách nhiệm của thầy Thái, thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn em thêm nhiều cách kiếm tiền lạ đời của thầy nữa. Được chưa? Nếu mà các bạn ngồi đào sâu vào thầy Thái, bạn phát hiện ra thầy Thái của chúng ta có rất nhiều cách kiếm tiền, earning á, kiếm tiền rất lạ đời dựa vào cái sở trường cho cái việc học tập từ trước. Mặc dù mất cũng rất nhiều, nên mình đâu có ngu, mình mất đâu, mình học từ sai lầm của người khác rồi mình học cái tinh hoa người ta cách lọc lại. Được không các bạn? Ok chưa? Thì đó là những cái đúc kết rất là lớn. Và thậm chí khi Nguyễn tuần này nè, phải hẹn rất nhiều người để đi vừa học học săn mặt luôn. Ok. Vậy thì cái process nó như sau này. Thứ nhất, nhận diện ra vấn đề. Realize the problem. Cái vấn đề hiện tại của chúng ta là gì? Cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết nó là cái gì? Thậm chí mà dựa một cái nền giáo dục này, mình phải tự tìm ra. Cái câu này rất là hay như này các bạn. Khi Nguyễn cái cuốn sách mà bữa khi Nguyễn chia sẻ một lần, quả bọc tầm thấp đó. Rất nhiều người biết cách giải quyết vấn đề nhưng lại không có khả năng nhận ra vấn đề. Và câu nói rất hay đó chính là nhận ra vấn đề thậm chí còn khó hơn giải quyết vấn đề. Đúng không? Nhận ra vấn đề thậm chí còn khó hơn giải quyết vấn đề. Đừng có đùa. Đúng không các bạn? Mà cái vấn đề ở đây phải là vấn đề cốt lõi cơ. Nếu dục khai phóng nó cũng nói y chang vậy á. Phải nhận ra đâu là giá trị thật đứng đằng sau. Ví dụ đi kiếm tiền để giải quyết nhu cầu. Nên là khi Nguyễn nói thật thì mấy bữa nay thầy Thái gửi cho khi Nguyễn cái slide là phải ngồi phải nghiên cứu, phải ngồi nghĩ. Cái tháp nhu cầu Maslow nó là một cái cách khác là nhận diện ra vấn đề thôi. Xấu đúng không? Đâu có sinh lý, có an toàn, có xã hội, có được tôn trọng, có thể hiện bản thân. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái giá trị thật của năm lần why đó chính là nằm trên làm sao để phụng sự mới quan trọng, chứ không phải làm sao kiếm tiền để giải quyết vấn đề sinh lý tào lao. Đúng không các bạn? Để chúng ta có cái thu nhập thịnh vượng, chúng ta nghĩ tìm tới một công việc mày khùng với sao? Đó là cái câu hỏi dễ dàng nhất, và cái câu trả lời đó là đi làm một cái công việc ổn định rồi sau nguyên gian giáo dục nằm trong cuộc đó. Không có hỏi câu why, tại sao bạn phải đi làm việc, là vì thế giới nó cần. Ok, vậy tại sao thế giới nó cần? Đúng không? Là vì thế giới nó cần để nó grow up, nó phát triển. Vậy nó cần cái gì? Nó cần giá trị thật. Vậy nó cần giá trị thật, vậy nó cần cái gì? Nó cần cái tinh thần phụng sự. Nó cần cái cách bạn giải quyết vấn đề. Nhưng mà không phụng sự người khác thì lấy đâu ra rồi kiếm tiền. Nên là các bạn có thấy là bản chất chúng ta đi làm việc là chúng ta đang giúp cái cơ sở, cái đơn vị, cái tổ chức đó giải quyết một cái vấn đề không? Chúng ta đang phụng sự của họ một giải quyết cái vấn đề. Và chúng ta chả biết chúng ta phụng sự là cái gì thì họ sắp sẵn. Còn nếu chúng ta nhìn được cái vấn đề lớn hơn đó, chúng ta giải quyết những vấn đề lớn hơn. Mà khi chúng ta biết cái vấn đề đó là cái gì thì chúng ta mới biết cách giải quyết được. Mà nếu mà giải quyết được thì sao? Bạn đứng ở cái vị trí đâu phải giống như người ta đâu. Nên tinh thần nó phải từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên. Hiểu không? Còn chỉ nhìn ở phía dưới giải quyết vấn đề cá nhân, e sinh lý, em cần ăn mặc ở nên em đi làm, em cần sự an toàn nên em kiếm tiền trong đủ, em dành dụm thí bù nội em mua cái nhà. Được chưa? Xong em mắc nợ, xong em trả trả nợ đến chết. Được không ạ? À? Ok. Còn cái bản chất của cái vấn đề của cái tài chính không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà là khi nào bạn tự do tài chính. Khi bạn xác định được tự do tài chính xong thì bạn mới xét được số tiền nào bạn cần để tự do tài chính. Rồi bạn mới xét ra là cách bạn kiếm tiền như thế nào và cách bạn đầu tư như thế nào. Cái đó nó quan trọng hơn cái việc là, nên là tự nhiên cái gặp nhau toàn hỏi lương nhau thì mày có bị điên không? Kiếm 50 triệu, kiếm 10 triệu để dành được 5 triệu. Nó khác với một bạn kiếm được 100 triệu mà xài 95 triệu dư được 5 triệu. Vậy thì bản chất kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu? Các bạn hiểu chưa? Được không các bạn? Nên là cái đầu tiên đó là nhận diện cái vấn đề. Và muốn nhận diện vấn đề thì sách nó đã chỉ cho khi Nguyễn rồi. Hỏi 5 lần câu hỏi why.
để tìm hiểu vấn đề cốt lõi, nên cái đứa con nít nó tìm vấn đề dã man hơn. Nên thực tế tại sao con nít nó lại có cái tư duy khai phóng hơn 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 người lớn là vì trong quá trình hồi nhỏ của nó sinh ra nó được phép hỏi nhiều câu hỏi why, để rồi người lớn bóp cổ nó để mày không, mày phải hướng nghiệp con ạ, mày phải đi học cách này, được chưa? Không có ai hỏi câu trả lời why hết, đúng không? Nhờ cái giáo dục khai phóng nó mới có y học tái sinh đó các bạn. Tức là hồi trước là y học bình thường là người ta nghĩ tới cái việc là lấy cái bên ngoài đắp cái bên trong, còn y học tái sinh là lấy của mình tự nuôi mình. Mà rõ ràng lấy cái của mình mà mình làm cho nó mạnh lên xong tự nuôi mình nó có tốt không? Ví dụ như lấy nguyên dàn tế bào gốc của bạn ra xong lựa cái tế bào gốc là mạnh nhất, strong nhất, nuôi cấy nó lên xong tiêm ngược vào trong cơ thể, nó tốt hơn hẳn lấy cái tế bào gốc của một người khác hoặc là của một con vật khác tiêm vào trong người chứ. Đấy. Đó, y học tái sinh nó khó hơn nhưng nó giải quyết vấn đề toàn diện hơn. Ok, còn không có giải quyết cái phần ngọn, không mà chặt cái ngọn thì đau khổ lắm, các bạn hiểu không? Mà muốn làm cái đó nó cần cái nền trí óc nên nên mọi người hiểu là cái khả năng power of learning is power of earning, nó nằm ở cái chỗ là realize hay là define cái problem, tức là làm sao bạn nhận diện và bạn định nghĩa được cái vấn đề bạn đang gặp phải là cái gì, đúng không? Nên là tất cả các giảng dạy tính chất của nó là phải giảng dạy về bối cảnh trước, vì cái bối cảnh người ta mới nhìn ra cái vấn đề, còn không có cái bối cảnh thì không ra vấn đề. Các bạn hiểu? Ủa tới đây mọi người có hiểu hay mọi người bay rồi sao? Cái người nghi quá mới có nửa đường thôi bay một tí. Ai hiểu vui lòng comment chị hiểu. À, ok. Rồi. Được chưa? Rồi, sau khi chúng ta nhận diện ra vấn đề nhá. Nhận diện ra vấn đề nhá. Bạn nhận diện ra vấn đề xong nhá. Lúc này bạn có một cái big why. Được không? Lý do tại sao chúng ta cần ra. Vì chúng ta thấy vấn đề. Thì cái cách chúng ta cần phải làm là giải quyết được vấn đề đó cho xã hội. Tự nhiên bạn earning thôi chứ không có gì hết. Đúng chưa? Nếu như bây giờ khi Nguyễn thấy được bản chất của COVID, khi Nguyễn biết được tác nhân của COVID, khi Nguyễn chế ra một loại thuốc hay một loại vaccine duy nhất, tiêm một lần thì không có con COVID nào nhiễm vào trong người các bạn nữa. Khi Nguyễn giải quyết cái vấn đề đó, thì mọi người có sẵn sàng tiêm mũi tiêm này không? Một phát chứ. Sẵn sàng đúng không? Đó, vấn đề đó. Được không các bạn? Mà thậm chí cái cô AstraZeneca, cái cô mà làm ra cái mũi vaccine AstraZeneca mà mũi chơi lên chơi xuống với cô đó, cái tính nhân văn rất là lớn nha. Nếu như mọi người tìm hiểu về cổ, lúc đó tiền nó không quan trọng nữa. Lúc đó cái cần là giữ lại nhân loại thôi. Chính vì vậy mà cổ sẵn sàng, cổ tìm cách, cổ làm cho cái mũi tiêm của mình nó rẻ nhất. Cái thứ hai là cổ công bố luôn cái công trình của cổ ra. Muốn lấy gì đó lại. Giống Elon Musk ấy. Tìm ra phát công bố luôn, muốn làm sao làm được phục vụ nhân loại là ok. Nên là nó mới tạo ra một cái nền chia sẻ, một cái nền kinh tế chia sẻ chứ không phải là cứ giữ khư khư cho riêng mình đâu, dám đâu, được không các bạn? Right. Rồi vậy thì sau khi mà chúng ta tìm cách giải quyết thì cái bước học tập đó chính là đâu là các kỹ năng cần phải học, người ta gọi là skill đấy. After cái problem đó là cái skill nữa nè, tức là bạn cần những kỹ năng gì để có thể giúp cho bạn giải quyết vấn đề. Sau đó có người nói là thôi bạn đừng tự giải quyết vấn đề, tìm người nào có thể giải quyết được cái vấn đề đi, để cho các bạn tìm được cái người nào giải quyết vấn đề mà để cho họ nghe lời bạn. Bạn cần phải có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng là đạo, đùa đâu, nói cứ như là thánh. Em đâu có cần giải quyết vấn đề đâu anh, em chỉ cần tìm một cái người nào đó, người ta giỏi, người ta về người ta giải quyết vấn đề giùm bạn, thằng đó nó giỏi nó nghe lời em á, thì em phải có kỹ năng gì, đúng không? Ủa chứ cái người giỏi bộ nghĩa nghe lời lắm á các bạn, nên là cái nhiều nhà tuyển dụng vẫn ngây thơ, vẫn cứ nói cái câu lèo lẻo em tuyển người là vì thái độ không phải vì kỹ năng. Nhưng mà cái câu hỏi ngược lại cho bạn là xin lỗi bạn nha, cái đứa mà nó giỏi thái độ của nó kỳ cục lắm, nó phụ thuộc vào thái độ của người tuyển dụng nữa kìa, đúng hay sai các bạn có để ý không?
Nhiều khi mình rất giỏi nha, nhưng mà chị mình cũng rất ok, nhưng mà cái ông tuyển dụng mình cũng cả chết cả cháu, tôi không nghe làm gì đâu. Nên là cái đó là hai chiều mắc cười, đúng không các bạn? Nên là cứ người nói em chỉ cần tuyển cái người giỏi và thông minh hơn liền, dễ lắm các bạn. Thực ra khó challenge lớn nhất của người lãnh đạo là làm cho những người thông minh hơn họ có thể làm việc được với nhau, mà làm được cái đó nổ não luôn, vì lãnh đạo phải cỡ nào mới làm được, đúng hay sai các bạn? Đúng không, nhận diện chưa? Đấy. Đúng không mọi người? Nên người giỏi nó nhanh nhẹn ngoài kia, người ta thật với các bạn, giỏi nó nhanh nhẹn, thì kia nó đi vòng vòng qua, đi qua đi lại, nhưng mà cái tôi nhiều khi mình lớn quá, mẹ thằng này mà giỏi cái gì, người chơi các bạn, thế là mình thể hiện ngay cái thái độ rồi. Và thế là doanh chủ doanh nghiệp hay là những cái người tuyển dụng tuyển về những người giống mình, là tuyển về cái người giống mình xong luôn, được không? Mà tuyển về cái người khác mình xong tuyển vì thái độ, nhưng mà lấy cái thái độ của mình ra làm thước đo. Đúng không? Right. Hiểu không các bạn? Đó, ok. Vậy thì cái skill các bạn, kỹ năng các bạn cần có để giải quyết vấn đề đó là gì? Bất kỳ một cái vấn đề gì nó cũng cần một bộ các kỹ năng có hệ thống để có thể giải quyết được. Bạn muốn gia tăng giá trị phụng sự xã hội đi, ok. Bây giờ đi bán hàng đi thử xem. Ủa, bán hàng có cần kỹ năng không? Một đống. Các bạn lãnh đạo có cần kỹ năng không? Một đống các kỹ năng phía dưới. Khi người nói thật với các bạn, nó đi học cái lớp leadership á, mọi cái chữ leader không, nó 7 cái kỹ năng ở trong đó, ít nhất là 7 kỹ năng ở trong đó khác nhau. Vậy thì cái skill nó tuyệt là gì? Nên là bà chỉ cần nghĩ tới đó là giống như khi Nguyễn là bị stress, chết bà rồi. Bây giờ muốn kiếm tiền lấy vợ, đó là một cái vấn đề rất là lớn, một cái problem. Bây giờ kỹ năng cần có là gì ta? Được chưa? Đúng không? Đấy, kỹ năng cần có. Lấy vợ có cần kỹ năng không? Giải quyết cho cái cô vợ, giải quyết cái mệnh đề là vợ hạnh phúc thì cuộc đời hạnh phúc có cần kỹ năng không? Có không? Cần không? Được chưa? Kỹ năng nịnh vợ, kỹ năng nói điêu, kỹ năng kiếm tiền. Vì hai kia mà có mà không biết cách kiếm tiền cũng thế chứ. Được không? Kỹ năng chiều, được không? Kỹ năng lãnh đạo nhiều lắm, đâu có đùa đâu. Nên mà các bạn có thấy là cái cô phụ nữ có càng ngày càng phức tạp không? Thế giới thay đổi của phức tạp nhiều lắm, cô ở nhà hết nguyên một năm nay, cái nhu cầu của lớn, được không? Nhiều vấn đề lắm, đùa đâu, được chưa? Đó. Nên là các bạn cứ thấy cái bối cảnh VUCA là y chang phụ nữ, được không các bạn? Tính biến động cực lớn. Thứ hai, tính chắc chắn, không chắc chắn. Không có, được chưa? Vô cùng phức tạp và tương lai rất mơ hồ. Không biết chuyện gì xảy ra đâu nha. Nên tốt nhất đi gặp cô Quyên, được chưa? Các bạn làm cái hợp đồng tiền hôn nhân trước, đọc cho biết thôi chứ đưa cho cổ ký thì có mà chết. Được không các bạn? Đấy. Hiểu không các bạn? Đó là lý do tại sao. Rồi. Tức là chúng ta phải define ra được đâu là những kỹ năng. Rồi bước thứ ba này, chúng ta biết là chúng ta cần những kỹ năng đó, nhưng trước khi học kỹ năng lại phải cần kiến thức. Cái bước đầu tiên để có đó là kiến thức về cái kỹ năng đó, là nói thẳng ra đó là đi học cái đó ở đâu, đúng không? Đọc trong sách này, đọc trong khóa học online nè, tham gia Zoom sáng nè, được chưa? Đăng ký một khóa học online nè, được chưa? Online mà chưa đủ đủ concept mà đủ đủ nước hoa sen nắng, đi học offline nè, đi gặp mentor của mình nè. Khi Nguyễn chuyên gia có vấn đề tôi đi gặp coach, gặp ngay cái người mentor của mình lâu lâu, tại vì người ta phải có kinh nghiệm, người ta giải quyết cho mình những cái vấn đề nó thanh tao hơn, nó đơn giản hơn, các bạn hiểu chưa? Nên là một trong những cái ưu tiên đầu tiên của khi Nguyễn đó chính là đi gặp mentor, đọc sách, mua khóa học online, nghe người khác chia sẻ. Được chưa? Khi mà khi Nguyễn thấy là nó thật sự cần với mình, đăng ký đi học một khóa học, sẵn sàng bỏ tiền đầu tư để học online, học live. Tuần vừa rồi khi Nguyễn tốn cả chục triệu đi mua cái khóa, các khóa học online ở nước ngoài.
và tốn cái cả mấy triệu mua sách đó các bạn. Không biết có đọc không thì mua vào cho sang để trước cái đã, tính gì đó tính. Được không các bạn nha? Right. Đó là kiến thức cần phải có. Rồi, cái kiến thức không các bạn học về kỹ năng đó hả? Chưa, các bạn cần một cái cuối cùng mà đó chính là context, bối cảnh thực hành để hình thành kỹ năng. Bối cảnh thực hành để hình thành kỹ năng các bạn. Tức là chúng ta học tất cả các kiến thức và kỹ năng đó, chúng ta biết học sale là sẽ biết cách khám phá nhu cầu và bước số 1 thì ABC thì Z, nhưng nói thật nếu như chúng ta không thực hành thì nó không hình thành kỹ năng, mà muốn thực hành thì phải nhào vào bối cảnh thực hành. Bối cảnh thực hành tức là một môi trường sale thật sự, một bối cảnh các bạn phải học làm lãnh đạo, bạn phải học coach, và chúng ta sẵn sàng làm để sai, sai để sửa, sửa để cho nó đúng. Đúng ở đây có nghĩa là dựa vào cái bối cảnh thực hành thì các bạn sẽ biết là cái kiến thức nào mình học về kỹ năng đó nó cần được đào sâu hơn, cái kiến thức nào nó wrong, nó không phù hợp với lại cái bối cảnh này. Được chưa? Chúng ta gọi là điều chỉnh cái cảm xúc, điều chỉnh cái kiến thức, và nó hình thành cái kỹ năng cho nó phù hợp với cái bối cảnh. Nên là bốn bước người ta gọi là chiến lược học tập là phải nằm ở chỗ đó. Thứ nhất, nhận diện được vấn đề. Thứ hai, để giải quyết vấn đề đó bạn cần kỹ năng gì, cần năng lực gì. Cái thứ ba, bạn cần phải có kiến thức về nó. Vậy thì tìm nó ở đâu? Và cái cuối cùng là đâu là cái bối cảnh để cho các bạn thực hành những kiến thức đó để hình thành kỹ năng và kinh nghiệm. Ok. Nghe tới đây xong các bạn thấy lý do tại sao tóc em cũng quanh chưa? Nếu có ai đây nghe xong cái này mà em hài lòng với những kiến thức mình có chưa? Hợp liên tù tì luôn. Cái này người ta, xin lỗi, cái này người ta gọi là phương pháp học tập nha, phương pháp học tập trên dựa trên nền giáo dục hệ phòng. Vậy thì nếu như đây là một cái vòng lặp, các bạn có thấy là cái vấn đề nó xuất hiện liên tục không, và các bạn chúng ta cần nhiều kỹ năng liên tục không, và chúng ta cần kiến thức liên tục không, và chúng ta cần bối cảnh thực hành liên tục không, vậy thì con người chúng ta có phát triển liên tục không? Được chưa? Nên là cái người nào mà không đang stress về cái việc là mình đang thiếu kiến thức, tôi nghi lắm luôn đó. Bay rồi. Đúng không các bạn? Phải có cái stress đó. Đó là một cái stress tốt. Đó là một cái bước tiến để cho chúng ta đi lên những cái nấc thang mới. Alright. Ok. Nội con cái của các bạn không, nó đã xuất hiện thêm một đống cái vấn đề là thế, cần bố mẹ một đống cái kỹ năng mới. Welcome to khóa coaching skill dành cho cha mẹ và thầy cô. Mà còn không có cái đó mà còn giáo dục con mình theo giáo dục hướng nghiệp, với giáo dục hướng nghiệp thì chết. Được chưa? Mai mốt thì con mình sao con học cái này nó có phụ thuộc cho tương lai đâu, hên xui nhá. Hên xui. Được chưa? Tại vì tương lai là vô định. Sao các bạn biết được cái đó nó không xài? How do you know? Mẹ dùng kinh nghiệm 40 năm của mẹ nè. Ừ, ok. Chúc mừng mẹ. 40 năm của thế giới cũ. Welcome mẹ tới kỷ nguyên mới. New era. Nên là đúng là cái Kim Nguyễn nhớ là đúng là cái câu nói của ông thầy Kim Nguyễn ngày xưa, bò ra mà học con, bò ra mà học. Ok, rồi đó là phương pháp học tập, bây giờ tới chiến lược học tập. Dựa trên một đống cái đó chúng ta phải có chiến lược học tập. Chiến lược học tập tức là làm sao chúng ta biết được. Đầu tiên chúng ta ra một dàn các kỹ năng đó xong, các bạn phải nhớ này, đánh giá kỹ, đúng, bước đầu tiên đánh giá kỹ năng hiện tại của mình theo cái mô hình chữ T. Mô hình chữ T có chiều ngang, nó có nghĩa là rộng, và cái chiều dọc phía dưới có nghĩa là sâu. Ví dụ khi Nguyễn nói làm sales leadership, ví dụ như là khi Nguyễn nói là ok tôi muốn làm sales leadership tôi cần ba kỹ năng, hay là học trong cái lớp sale nó có 7 cái kỹ năng, đúng không, 7 cái kỹ năng của thế kỷ 21 đó, ví dụ vậy.
Các bạn thử và đánh giá 7 cái kỹ năng của mình theo cái chiều T và C, chiều rộng và chiều sâu. 7 kỹ năng của cái lớp app nếu các bạn học rồi. Còn với Kim Nguyễn hỏi đơn giản thôi, ba kỹ năng cần thiết của cái này đơn giản thôi: một, biết sale; hai, biết leader; ba, biết biết coach. Nổi cái đống này xong, một đống cái kỹ năng nó nổi ra. Vậy các bạn hỏi coi, how deep is your love? Bạn biết những cái bộ kỹ năng này sâu đến mức bao nhiêu? Nói về kỹ năng code thôi nha. Cái lớp học coaching skill thì Nguyễn đủ thứ kỹ năng ở trong đó. Kỹ năng quan sát đa giác quan, mô hình 8K, kỹ năng lắng nghe, đúng không? Kỹ năng kết nối, kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng, kỹ năng đặt câu hỏi. Vậy thì chúng ta viết hàng loạt 7 kỹ năng ra, xong bạn đánh giá coi cái độ sâu trong cái việc các bạn sử dụng kỹ năng đó là như thế nào. Ví dụ khi Nguyễn nói kỹ năng lắng nghe từ 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, nghe hời hợt. Cấp độ thứ hai, nghe bóp méo. À xin lỗi, nghe tham chiếu, là nghe mà lấy mình làm chuẩn đó. Cấp độ nghe thứ ba, nghe bóp méo. Nghe xong rồi vạch não thằng kia luôn, tại vì mình có năng lực ảnh hưởng rồi. Mạnh não thằng kia theo cái hướng của mình, đó là bóp méo. Nhưng bóp méo có lợi cho mình, mất đi. Kỹ năng lắng nghe thứ tư, lắng nghe chủ động. Nếu như một người coach mà không đạt trình độ thứ tư thì làm sao gọi là một coach? Lắng nghe chủ động có nghĩa là lắng nghe bạn thấu cảm được cái người đó đang có nỗi đau. Nhưng các bạn biết cách đẩy người ta ra khỏi cái nỗi đau đó dựa trên nguyên tắc là giá trị cho họ, not us. Đó, cái đó người ta gọi là bốn chữ T. Được rồi, xin lỗi, theo cái chữ T. Rộng là bao nhiêu? Bạn có bao nhiêu cái kỹ năng để phục vụ cái vấn đề này, và mỗi kỹ năng trong đó chúng ta có bao nhiêu cái level ở trong mình, học cái gì. Ví dụ như NLP practitioner, mình học về kỹ năng NLP, học để biết chưa, học để thực hành nó quan trọng hơn. Level là cái gì? Deep, độ deep, độ sâu của kỹ năng. Ok, sau khi mình self evaluate được, mình gọi là chúng ta bắt đầu, người ta gọi là định nghĩa, define. Tức là chúng ta sẽ define ra những cái tức là chúng ta sẽ chọn là thằng nào. Define tức là đâu là các kỹ năng bạn cần phải được luyện tập, đâu là các kỹ năng chúng ta tạm thời phải học sâu hơn. Được chưa? Define. Sau đó mình define xong, mình lựa ra, à mình cần cái này sâu hơn, vì mình biết mình đang yếu cái này mà nó phải cần như vậy. Tức là bên đây là bản thân của chúng ta và bên đây là cái con người mới của chúng ta. Chúng ta thử coi là cái người bên này cái độ nông bao nhiêu, bên này người ta cần sâu bao nhiêu, thằng bên này nó rộng bao nhiêu, thằng bên này mình cần rộng bao nhiêu. Tức là con người cũ với con người mới nó cách xa nhau như thế nào. Bắt đầu rồi define cái đó ra, đúng không? Sau khi define cái đó ra xong, cái nhiều người gọi em giờ em học gì, có biết học gì không? Có, bạn làm cái bước này đi, các bạn sẽ biết mình học cái gì trước. Mình define nó ra xong, tức là mình định nghĩa, mình làm nó ra xong, thì mình sẽ biết cách mình set priority, tức là ưu tiên học tập. Ưu tiên thì đúng không, nên là bước thứ ba của chiến lược học tập là set ưu tiên. Bước thứ nhất là đánh giá bản thân, bước thứ hai định nghĩa con người mới, bước thứ ba priority, xét coi cái gì cần phải học trước, cái gì cần phải học sau. Được không ạ? Ok, tại vì một lần các bạn chỉ học được một thứ thôi, các bạn học nhiều, các bạn học tập trung vào nó, các bạn nâng cái đó theo cái chiều sâu, hoặc là các bạn học một kỹ năng mới để tăng cái chiều rộng, các bạn lên dựa trên cái con người mới. Right. Thì cái đó người ta gọi là set priority, đặt ưu tiên. Và cái cuối cùng là design, thiết kế. Thiết kế một lộ trình học tập. Từ tháng này tới tháng này là phải học cái gì, từ tháng này tới tháng này là phải học cái gì, từ tháng này tới tháng này là phải học. Được chưa? Cái đó người ta gọi là design. Hay thiết kế bối cảnh học tập. Tức là bạn phải nghĩ ngay trong đầu là để thực hiện cái thằng kỹ năng này, chúng ta phải lao đầu vào bối cảnh gì? Chúng ta phải thiết kế cái bối cảnh đó như thế nào? Ví dụ như các bạn muốn học bán hàng, các bạn tham gia, các bạn rèn luyện kỹ năng bán hàng trong bối cảnh gì? Nên các bạn thấy nhiều cái cô giáo hay chia sẻ là ứng bối cảnh, ứng dụng app
ở trong bối cảnh dạy con, trong bối cảnh gia đình, đó là người ta đang design ra cái bối cảnh để thực hành. Bây giờ không có bối cảnh sao thành kỹ năng mắc cười, được không các bạn? Nên là ngay cả bản thân khi người muốn học tập, thế là khi người phải tìm cái bối cảnh để khi người làm, được chưa? Nó cần cái sự dũng cảm, được chưa? Nên là nhận cái vai trò mới nặng não lắm, right? Nhưng mà không làm thì nó không có bối cảnh, nó thực hành thì không nên là vợ. Nó giống như ngày xưa cái cách mà khi Nguyễn chọn cái việc mà đi xem trường hay là bối cảnh huấn luyện, nên là bối cảnh học tiến sĩ mình phải đẩy mình vào thôi. Không đẩy mình vào nó không có cơ hội lên, gọi là thiết kế ra bối cảnh thực hành. Mất bước này tất cả những quy trình phía trước vớ vẩn. Mà thì đừng nói giáo dục khai phóng, về dạy con còn phải học giáo dục khai phóng nhá. Được chưa? Alright, ok. Và nhớ nhớ một cái câu nói ngày hôm nay, đó chính là không có thất bại, chỉ có phản hồi. There are no failure, only feedback. Đó là khi mà chúng ta thực hành trong một cái bối cảnh thì dĩ nhiên các bạn sẽ được quyền làm sai. Không có thằng nào nó làm đúng được làm ngay lần đầu tiên hết trơn á. Nó làm sai. Làm sai cái đó, làm sai là để làm chi? Làm sai để sửa. Sửa ở đây có nghĩa là khi chúng ta làm một thứ gì đó thì nó trả cái kết quả cho chúng ta. Nếu cái kết quả mà nó không giống với cái chúng ta mong muốn, đó chính là cái gì? Cái câu nói gì các bạn biết không? Câu nói đó chỉ là điều bất như ý mà thôi. Quay lại kiểm tra coi mình làm cái gì đó sai, sửa lại cái hành vi, sửa lại các hoạt động. Sau đó các bạn nhảy vào, các bạn nói là wow, tôi chỉnh được cái này rồi, nó phù hợp với thằng con của tôi. Ví dụ các bạn học coaching skill, khi Nguyễn dạy cho mọi người quy trình 8K, ok, tuyệt vời, đó là một quy trình đầy đủ. Sau khi bạn học xong, bạn quất vào trong một bối cảnh chỉ có thằng con của mình thôi, thì lập tức các bạn sẽ lập được cái phản hồi ngay. Các bạn phát hiện ra, ồ, sao thầy Kim hỏi nó trả lời mà mình hỏi nó không trả lời, được chưa? Thì cái đó là điều bất như ý. Điều bất như ý chứ không phải bản thân cái quy trình nó sai, mà phải kiểm tra coi nó sai ở chỗ nào. Nó sai ở chỗ kết nối giữa em với con em, hoặc do cái sự tin tưởng của chính em với con của em, hoặc là trước đó em đã làm một điều gì đó khiến cho nó giữ một cái niềm tin không tốt đối với em, thế nó không tin em đó thôi, được không? Còn thầy nói chuyện với cái bạn đó vì đơn giản đây là lần đầu tiên nó gặp thầy, nó biết là thầy ABCDZ, thầy cũng chả có gặp nó lần đầu tiên, thầy chẳng có lưu cái niềm tin giới hạn gì của nó, thầy chẳng có biết quá cái thứ gì của nó, thầy gặp nó như là một người với người bình thường, chúng ta rất nể nhau và tôn trọng nhau. Vậy thì kết nối của thằng Kim Nguyễn nó có, vậy thì tôi hỏi nó trả lời là đúng rồi. Nên đừng, bố mẹ đừng bao giờ ngạc nhiên là ủa sao thầy mình hỏi con mình nó trả lời mà mình hỏi nó không trả lời, được không? Là vì cái quá trình ma sát, đừng có tưởng thằng con mình nó ở với mình rồi hỏi cái gì nó cũng trả lời được, chưa chắc. Nên là vợ với chồng có nhiều thứ không chia sẻ được đâu nha, mà phải đi qua một thằng khác mới chia sẻ được cơ, hiểu không các bạn? Đâu có dễ, các bạn hiểu chưa? Là vì hai cái vợ chồng sống với nhau lâu quá, thói hư tật xấu biết hết, tất cả những thứ đó dọt ra hết rồi, còn tôi với lại cái ông Thành nó chả có gì cả, chẳng có lưu giữ bất kỳ gì cả, dễ nói chuyện, dễ mở lời, các bạn hiểu không? Nên dễ chia sẻ, hiểu cái này mới được. Vậy thì đó là bối cảnh thực hành. Vậy thì bạn chỉnh lại cái đó, bạn bắt đầu từ từ, từ 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 mà kỹ năng nó cần trau dồi chứ, kỹ năng mà về mà quất được liền, đó là mì ăn liền. Thầy ơi, thầy có thể chỉ cho em một cái cách gì đó và em nói một phát nó nghe liền không? Thầy chỉ cho ra ngoài cửa tiệm á, mua cho mình khẩu súng và kêu vào trong đầu nó. Thank you.